Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube Báo Điện Tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Phóng viên quân sự Nga của kênh điện tín Don War đưa tin, trước đó lực lượng vũ trang Nga đã tái chiếm các khu định cư Darino và Nikolaevo Darino, nhưng lực lượng Ukraine đã tăng binh sĩ và bao vây ngược lực lượng đồn trú của Nga đang phòng thủ ở làng Kremianoi. Ngôi làng này cùng với làng Ongopka lân cận đã nhiều lần đổi chủ các chỉ huy Ukraine nhận ra rằng việc mất những vùng lãnh thổ mới đánh chiếm được sẽ có tác động rất tiêu cực đến vị thế của toàn nhóm. Do đó, họ đang cố gắng hết lần này đến lần khác để giành lại quyền kiểm soát các ngôi làng. Hiện nay, lực lượng Nga ở Crimea Noi buộc phải chiến đấu trong vòng vây, nhưng nói một cách nhẹ nhàng thì còn quá sớm để mở sâm panh cho nhóm quân đội Ukraine, bởi quân đội Nga sau khi kiểm soát được Lyubimovka đã tiếp tục vượt sông Snagost, tạo bàn đạp cho một cuộc tấn công tiếp theo vào Sverdlikovo, khu định cư được coi là trung tâm hậu cần quan trọng nhất của nhóm quân Ukraine ở khu vực Kursk. Hiểu được tầm quan trọng của Sverdlikovo, Bộ Chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine cách đây một thời gian đã ra lệnh chuẩn bị các công sự phòng thủ nhằm quyết tâm giữ vững khu vực này, làm điểm tựa cho toàn bộ nhóm Ukraine trong khu vực, tránh bị quân đội Nga bao vây, cắt đứt sự liên hệ với hậu phương ở vùng Sumy. Việc chiếm giữ các vị trí bên kia sông Snagost mở ra một tuyến đường trực tiếp giúp quân đội Nga đến Svetlikovo, một trong những trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine. Theo các nhà phân tích, các bên đang nỗ lực giành quyền kiểm soát Svetlikovo. Trận chiến giành khu vực này dự kiến sẽ là một trong những trận chiến ác liệt nhất do thị trấn có tầm quan trọng chiến lược đối với cả hai bên. Tình hình cũng đã ổn định ở một khu vực khác của mặt trận là quận Gluskovsky, gần khu định cư Vesioloi. Các đơn vị pháo binh và các đơn vị vận hành UAV của Nga đang giáng những đòn mạnh vào Ukraine Bắn hạ quân tiếp viện của đối phương ngay cả trước khi họ đến được tiền tuyến. Hoạt động của Nga đã làm suy yếu đáng kể năng lực của lữ đoàn 95 thuộc lực lượng vũ trang Ukraina. Lữ đoàn này vẫn chưa phục hồi sau những tổn thất trong các trận chiến vào tháng 8 ở khu vực Kursk. Ngoài ra tại quận Suza, lực lượng Nga đã xóa sổ một kho đạn dược của Ukraina, một nhà kho chứa xe cộ, khu vực phóng máy bay không người lái và bắn hạ một số máy bay không người lái Ba-Ba Iaga ở phía nam Suza. Nga tiếp tục tấn công các vị trí của Ukraine tại khu vực Plekhovo và Cherkaskaya, Konopenka. Mặc dù chưa đạt được bước tiến đáng kể nào ở khu vực này, nhưng Nga đã gây sức ép liên tục đối với Ukraine để bảo vệ các điểm then chốt. Trong những diễn biến mới nhất tại tiền tuyến Ukraine, quân đội Moscow đã tuyên bố vừa phá hủy trạm liên lạc vệ tinh Starlink của Kiev. Cụ thể, vệ binh quốc gia Nga thông tin Nga đã phá hủy trạm liên lạc vệ tinh Starlink được quân đội Ukraine sử dụng ở khu vực Chernigov. Theo đó, các nhà điều hành UAV đã thực hiện cuộc tấn công có mục tiêu bằng máy bay không người lái sử dụng đạn gây cháy. Sau đòn tấn công trực tiếp, thành trì của Ukraine bốc cháy hoàn toàn và thiêu dụi khu vực trong phạm vi cũng như trạm liên lạc vệ tinh Starlink. Hồi giữa năm nay, Nga cũng đã làm tê liệt hệ thống Internet Starlink của Ukraine trong cuộc tấn công vào Kharkov, phơi bày nhiều điểm yếu của Kiev khi quá phụ thuộc vào hệ thống đường truyền liên lạc của phương Tây. Các cuộc tấn công không chỉ khiến cơ sở hạ tầng của Ukraine bị tổn thất, mà nó còn cắt đứt công cụ được sử dụng để liên lạc, thu thập thông tin tình báo và tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hay UAV của Kiev. Theo các binh sĩ và quan chức Ukraine, một số lần ngừng hoạt động trước đây của Starlink cũng diễn ra ngay trước các cuộc tấn công của Nga. Họ cho rằng bất kỳ sự gián đoạn nào tại những thời điểm quan trọng trên tiền tuyến đều khiến quân đội Ukraine gặp nhiều bất lợi. Quân đội Kiev vốn đã thử nhiều cách khác nhau để bảo vệ Starlink khỏi các cuộc tấn công, bao gồm đặt các thiết bị đầu cuối vào các hố đào dưới đất và trăng lưới kim loại để bảo vệ chúng. Tuy nhiên, Infojahis, một công ty chuyên chế tạo các công cụ tác chiến điện tử và hiện đang hợp tác với quân đội Ukraine cho rằng những giải pháp tình thế như vậy sẽ không hiệu quả. Các chuyên gia cũng luôn cảnh báo rằng Ukraine đã quá phụ thuộc hệ thống Internet Starlink dù vậy, Kiev hầu như không có lựa chọn nào khác. Hệ thống Internet vệ tinh Starlink là một dự án từ công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk. Theo hãng tin Bloomberg cho biết, Mỹ đã phải chi tới 23 triệu đô la Mỹ để SpaceX cung cấp dịch vụ Internet Starlink cho quân đội Ukraine như một phần quan trọng trong các hỗ trợ an ninh mà Washington cung cấp cho Kiev. Các quan chức quân đội Mỹ đánh giá cao vai trò của các thiết bị Starlink tại Ukraine trong xung đột với Nga. Các thiết bị này giữ cho dân thường được kết nối Internet và cung cấp thông tin liên lạc quan trọng cho quân đội Kiev. Theo ông Mikhail Fedorov, Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine, thì Kiev đã nhận được khoảng 10.000 thiết bị đầu cuối Starlink vào tháng 5 năm 2022. Chính quyền Ukraine mới đây cho biết, Nga đã tấn công hàng loạt cơ sở hạ tầng tại vùng Sumy, giáp biên giới, gây mất điện tại một số khu vực hãng thông tấn Ukraineform dẫn thông báo của chính quyền địa phương ở Sumy trên kênh Telegram. Trong đêm, đối phương đã sử dụng thiết bị bay không người lái loại xa thực hiện cuộc không kích lớn vào Sumy. Các quan chức khu vực cho hay cuộc tấn công đã gây thiệt hại ở các quận Konotop, Oktika và Sumy trong khu vực, khiến các cơ sở hạ tầng quan trọng phải sử dụng hệ thống điện dự phòng. Các cơ sở cấp nước tại Sumy cho biết cuộc tấn công đã gây mất điện vào ban đêm, khiến họ phải chuyển sang nguồn cung cấp điện khẩn cấp quyền thị trưởng thành phố Sumi, Atem Quốc cho biết không có thương vong nào trong thành phố và các công nhân điện lực đang giải quyết hậu quả của cuộc tấn công. Chính quyền khu vực cho biết hệ thống phòng không đã bắn hạ 16 máy bay không người lái UAV của Nga trên khu vực này. Không quân Ukraine cho biết Nga đã điều 51 UAV tấn công Ukraine trong đêm. Phía Ukraine đã bắn hạ 34 chiếc với hệ thống phòng không hoạt động ở 5 tỉnh. Bên phía lãnh thổ Nga, tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov tại tỉnh Belgorod gần biên giới cho hay, phía Ukraine đã phá vào 6 khu vực với 173 quả đạn trong vòng 24 giờ, khiến nhiều người bị thương. Hồi tháng 4, Nga cho biết buộc phải tiến hành các cuộc tấn công gây thiệt hại nặng nề cho cơ sở năng lượng tại Ukraine để đáp trả hành động Kiev tập kích các mục tiêu của Moscow. Theo hãng tin Reuters, đây là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc nói chuyện với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko sau khi các cuộc tấn công trong đêm của Nga phá hủy một nhà máy điện quy mô lớn gần thủ đô Kiev và gây hư hại cho nhiều cơ sở điện lực ở một số khu vực của Ukraine. Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh, các cuộc tấn công là một phần trong quá trình phi quân sự hóa ở Ukraine. Đây cũng là một trong những mục tiêu mà ông Putin đã nêu ra khi Nga bắt đầu triển khai kế hoạch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Ông Putin nói: "Thật không may, gần đây chúng tôi đã chứng kiến một loạt vụ tấn công vào các cơ sở năng lượng của mình và ông buộc phải đáp trả." Nhà lãnh đạo Nga nói thêm, các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng có liên quan một phần đến việc giải quyết một trong những nhiệm vụ mà chúng tôi đã đặt ra, đó là phi quân sự hóa. Chúng tôi tin rằng bằng cách này chúng tôi sẽ gây ảnh hưởng đến tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine một cách rất trực tiếp. Nga đang tăng cường gây sức ép lên lực lượng Ukraine ở Kursk sau khi phát động cuộc phản công lớn vào tuần trước Hiện có thông tin cho rằng có tới 38.000 binh sĩ Nga đã tham gia chiến dịch này. Trong khi đó, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang phải bảo vệ chiến dịch xâm nhập lãnh thổ Nga trước những lời chỉ trích ngày càng tăng. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lực lượng không quân Nga đang nỗ lực đánh bật quân đội Ukraine khỏi tỉnh Kursk. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, tại một khu vực gần biên giới với Ukraine, việc phát hiện kịp thời đối phương và phản ứng nhanh chóng của lính dù đã giúp hạ gục nhanh chóng quân nhân và xe bọc thép của đối phương. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, một xe bọc thép chở binh sĩ do Ukraine vận hành cũng đã bị phá hủy và lực lượng bên trong xe sau đó đã bị lính rủ Nga hạ gục trong một cuộc đấu súng. Ngoài ra, một đội tên lửa chống tăng đã cho nổ tung một xe tải của Ukraine vốn được sử dụng để cung cấp đạn dược cho tiền tuyến. Tên lửa đã bắn trúng trực tiếp vào phương tiện, gây ra một vụ nổ lớn, phá hủy chiếc xe, đồng thời hạ gục tài xế và một người lính đi cùng. Ở diễn biến khác, trong bản cập nhật tình hình chiến trường, bộ quốc phòng nga cho biết nhóm tác chiến phía tây của nga đã đẩy lùi 3 cuộc phản công của các nhóm tấn công ukraine trong ngày qua khiến đối phương thương vong khoảng 600 binh sĩ nhóm tác chiến phía bắc của nga trong ngày qua đã tấn công hai lữ đoàn ukraine ở khu vực lipsi và volchansk tỉnh kharkov gây thương vong cho hàng chục binh sĩ đối phương nhóm tác chiến trung tâm của nga tuyên bố tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ của đối phương tấn công và đội hình của các lữ đoàn cơ giới số 59 và 148, lữ đoàn tấn công đường không số 95, lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 118 và 119 và lữ đoàn tấn công lốt của quân đội Ukraine. Nhóm này loại 475 binh sĩ Ukraine khỏi vòng chiến cùng nhiều khí tài khác. Nhóm tác chiến phía Nam đã đẩy lùi 5 đợt phản công của lữ đoàn bộ binh cơ giới số 56 và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 120 của quân đội Ukraine phía Ukraine mất tới 685 binh sĩ và nhiều vũ khí do Mỹ sản xuất. Được biết, hiện nay, dù hứng chịu nhiều tổn thất, lực lượng Ukraine tại Kursk vẫn nuôi hy vọng chặn được các mũi tiến công của Nga và chia lửa với mặt trận Pokrovsk ở miền đông. Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp về vấn đề sản xuất UAV của Ủy ban Công nghiệp Quốc phòng, khoảng 140.000 máy bay không người lái UAV các loại đã được bàn giao cho lực lượng vũ trang trong năm 2023. Năm nay, sản lượng UAV dự kiến tăng đáng kể, chính xác hơn là gần 10 lần. Mục đích của việc này là để đảm bảo nguồn lực giúp Nga giành chiến thắng tại Ukraine kể từ khi Nga gửi hàng chục nghìn binh sĩ đến Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Cuộc chiến phần lớn là câu chuyện về các cuộc tấn công bằng pháo binh và máy bay không người lái trên một mặt trận được củng cố vững chắc dài 1.000 km với sự tham gia của hàng trăm nghìn binh sĩ. Tổng thống Putin tuyên bố Nga đang đạt được tiến bộ gần như hàng tuần về công nghệ UAV và cần phát triển cả hệ thống phòng thủ gồm công nghệ cảm biến gây nhiễu và khí tài chuyên bắn hạ uav ông nhấn mạnh nhiệm vụ chính là chế tạo nhiều loại uav để đưa vào sản xuất hàng loạt càng nhanh càng tốt ai phản ứng nhanh hơn trước những yêu cầu trên chiến trường sẽ giành chiến thắng cả nga và ukraine đều đã mua máy bay không người lái ở nước ngoài và đẩy mạnh sản xuất loại vũ khí này trong đó máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất fpv giá rẻ ban đầu được phát triển cho những tay đua dân sự được điều khiển bởi các phi công trên mặt đất và thường đâm vào các mục tiêu chất đầy thuốc nổ xung đột nga ukraine là bước ngoặt cho ngành sản xuất uav đồng thời là bằng chứng cho tầm quan trọng của thiết bị này trong tác chiến hiện đại cả nga và ukraine đều tham gia cuộc chạy đua phát triển uav điều chỉnh hệ thống để vô hiệu hóa phương án chống đỡ của đối phương thậm chí sao chép của nhau để giành lợi thế hoặc duy trì thế cân bằng thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất drone fpv là một trong các vũ khí chủ đạo tại chiến trường Ukraine nhờ giá thành rẻ, dễ sản xuất, có thể gây sát thương lớn đối với cả phương tiện hạng nặng nếu đánh trúng vị trí hiểm yếu. Loại khí tài này đã nhiều lần được nâng cấp, mới nhất là bổ sung khả năng giải chất nhiệt nhôm để đốt cháy các dạng cây, chiến hào mà đối phương ẩn nấp. Nga cũng triển khai nhiều loại UAV cảm tử cho chiến dịch tại Ukraine, nổi bật là Geran 2 với tầm bay ước tính 2.500 km và Lancet chuyên tập kích mục tiêu ở khu vực tiền tuyến và hậu phương cùng nhiều loại UAV trinh sát, truyền theo dõi và chỉ điểm mục tiêu cho đòn tập kích bằng bom lượn và tên lửa dẫn đường. Vào tháng 8 vừa qua, chính phủ Mông Cổ đã công bố chương trình hành động quốc gia giai đoạn 2024-2028 nhằm giải quyết các vấn đề gây trở ngại để thực hiện thành công các dự án đang triển khai. Chiến lược gồm 4 mục tiêu với tổng cộng 593 hoạt động đã lên kế hoạch. Tuy nhiên, một dự án quan trọng đã không được liệt kê trong danh sách. Xây dựng đường ống Soyuz Vostok, phần mở rộng dài 962 km của đường ống sức mạnh Siberia 2, Power of Siberia 2, kết nối các mỏ khí đốt ở Yaman thuộc Tây Siberia với Trung Quốc qua Mông Cổ. Theo kế hoạch, đường ống dài 2.594 km này sẽ tăng thêm công suất xuất khẩu 50 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên. Ngoài 38 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên Hiện đang được xuất khẩu qua Power of Siberia chạy từ Yakutia và đi vào Trung Quốc từ Blagoveshchensk trên biên giới Nga Trung. Việc loại đường ống này khỏi chiến lược quốc gia làm dấy lên lo ngại về việc dự án bị đình trệ, đặc biệt là khi Moscow và Bắc Kinh đã không thể thống nhất các điều khoản chính để bắt đầu xây dựng đường ống chủ lực của Nga kể từ năm ngoái. Từ thời Liên Xô, năng lượng Nga đã đóng vai trò quan trọng đối với Đông và Trung Âu với các đường ống Druzhba chở dầu và Urengoy Pomari, Uzgorod trở khí đốt. Sau khi Liên Xô tan rã, quan hệ Moscow với Tây Âu đã được cải thiện đáng kể và Liên minh châu Âu EU nổi lên như một thị trường lớn cho các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Nga. Thực tế này không thay đổi cho đến khi Moscow phát động kế hoạch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, ngay từ cuối những năm 2010, các thị trường mới đã xuất hiện ở phương Đông, được hỗ trợ bởi sự trỗi dậy của một Trung Quốc đang khát năng lượng. Nga đã có kế hoạch xây dựng các đường ống mới đến phương Đông để đa dạng hóa thị trường khỏi châu Âu. Mong muốn này được phản ánh trong kế hoạch xây dựng đường ống Yakutia, Khabarovsk, Vladivostok được đổi tên thành Power of Siberia vào năm 2012. Đường ống Power of Siberia do gã khổng lồ khí đốt của Nga Gazprom vận hành sẽ vận chuyển khí đốt tự nhiên từ các mỏ khí Kovikata và Chayanda ở Yakutia đến Heihei Hei ở Trung Quốc, nơi đường ống Heihei Hei, Thượng Hải do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc CNPC vận hành sẽ bắt đầu. Năm 2014, một thỏa thuận trị giá 400 tỷ đô la Mỹ đã được ký kết để cung cấp khí đốt trong 30 năm và việc xây dựng bắt đầu vào năm 2015. 4 năm sau đó, lô hàng đầu tiên thông qua đường ống này đã được giao đến Trung Quốc. Châu Âu đang có kế hoạch loại bỏ dần việc mua năng lượng của Nga vào năm 2027 và thỏa thuận trung chuyển khí đốt có thời hạn 5 năm với Ukraine sẽ hết hạn vào năm nay. Với việc thị trường xuất khẩu năng lượng đang thu hẹp, Moscow cần Bắc Kinh mua khí đốt tự nhiên. Và tháng 11 năm 2014, một thỏa thuận khung đã được ký kết để tăng lượng giao hàng. Năm 2019, trong chuyến thăm Mông Cổ của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, việc khởi công đường ống Power of CBD2, trước đây gọi là đường ống Antai, đã được công bố. Một biên bản ghi nhớ MOU được ký kết giữa chính phủ Mông Cổ và Gazprom để cùng nhau đánh giá tính khả thi của đường ống. Sau tháng 2 năm 2022, Trung Quốc đã nổi lên như một nước mua năng lượng lớn của Nga. Tuy nhiên, tổng lượng khí đốt từ ba đường ống này cộng lại cũng chưa thể bằng 155 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên của Nga bán cho châu Âu vào năm 2021. Tuy nhiên, với việc EU áp đặt lệnh trừng phạt vòng 14 đối với LNG của Nga, các nước hiện cũng đã giảm mua mặt hàng này, từ xứ sở Bạch Dương. Năm 2023, Gazprom công bố khoản lỗ 7 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, Thỏa thuận vận chuyển khí đốt qua Ukraina khó có thể được gia hạn. Vì vậy, Moscow rất cần thị trường mới. Đây là lý do tại sao Power Siberia 2 là một dự án quan trọng đối với Nga. Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ vừa tuyên bố đã phát triển tên lửa hành trình GASSM-XR. Theo Lockheed Martin, tên lửa hành trình GASSMXR là phiên bản nâng cấp của GASSMER hiện có. Sự khác biệt chính của tên lửa mới này là tầm bay tăng lên 1.600 km, gần gấp đôi hiệu suất so với các mẫu GASSM thế hệ trước, có tầm bắn lần lượt là 360 km và 980 km. GASSMXR được kỳ vọng trở thành một yếu tố quan trọng để giúp quân đội Mỹ thực hiện các cuộc tấn công chính xác tầm xa nhằm vào những mục tiêu quan trọng. Việc tăng tầm bắn sẽ cho phép những tên lửa này được sử dụng ở khoảng cách xa hơn nhiều so với khu vực chiến đấu, giúp giảm đáng kể rủi ro cho phi công và máy bay tác chiến. GASSMXR vẫn giữ kiểu dáng hình thang và thiết kế tàng hình của dòng GASSM, nhưng có kích thước lớn hơn, giúp tăng đáng kể tầm bắn và trọng lượng đầu đạn lên tới 540 kg. Giống như các phiên bản trước, hệ thống dẫn đường và hệ thống định vị toàn cầu của GASSMXR đã được cải tiến để tăng độ chính xác của tên lửa. Ở phần cuối quỹ đạo bay, mục tiêu sẽ được tên lửa tìm kiếm bằng camera hồng ngoại ở mũi, sai số mục tiêu không quá bán kính 3m. GASSMXR được thiết kế để tương thích với nhiều nền tảng, có thể được sử dụng cho cả máy bay chiến đấu của Không quân và Hải quân Mỹ. Các vụ phóng thử nghiệm sẽ sớm được tiến hành. Lầu năm góc bắt đầu quan tâm đến những phát triển về chủ đề GASSMXR vào năm 2018 và tới năm 2023, Lockheed Martin đã nhận được đơn đặt hàng tên lửa mới. Vì vậy, trong ngân sách quân sự cho năm tài chính 2021, 600 triệu đô la Mỹ đã được hãng này lên kế hoạch chi cho việc sản xuất ở mức độ thấp, một lô 60 quả tên lửa GASSMXR để thử nghiệm và triển khai ban đầu trong quân đội. Lockheed Martin báo cáo rằng việc sản xuất tên lửa GASSMXR sẽ không yêu cầu tái cơ cấu đáng kể các cơ sở sản xuất dòng GASSM trước đó. Cách tiếp cận này và mức độ thống nhất cao của các thiết kế giúp tăng tốc độ sản xuất và giảm chi phí thành phẩm. Đúng như kế hoạch trước đó, những quả tên lửa GASSM XR đầu tiên sẽ được đưa vào kho vũ khí của không quân Mỹ ngay trong năm 2024. Những phương tiện mang vũ khí mới đầu tiên sẽ là máy bay nón bom tầm xa B-1B, vốn đã có khả năng sử dụng các sản phẩm khác, thuộc họ GASSM. Trong tương lai xa, các máy bay khác cũng sẽ nhận được tên lửa GASSMXR. Đức hiện đóng vai trò nhà viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine tại châu Âu. Tuy nhiên điều này có thể thay đổi khi Bộ trưởng Tài chính Đức hồi tháng 7 cho biết Berlin sẽ cắt giảm một nửa viện trợ trong tương lai cho Ukraine để thực hiện các ưu tiên chi tiêu khác. Tờ Politico của Mỹ đưa tin chính phủ Đức đã đưa ra chi tiết ngân sách sơ bộ năm 2025. Trong đó viện trợ quân sự cho Ukraine dự kiến sẽ bị cắt giảm một nửa xuống chỉ còn 4 tỷ euro. Trong bối cảnh đó, Spigen đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius hy vọng chính phủ liên bang sẽ phân bổ thêm kinh phí để cung cấp vũ khí cho Ukraine. Trong chuyến thăm quân đội ở Salouis, Bộ trưởng Pistorius cho biết các cuộc đàm phán về việc ngân sách hiện tại vào năm 2024 lên 7,5 tỷ euro cho Ukraine là đầy hứa hẹn và có thể sẽ kết thúc vào cuối tuần. Ông hé lộ sau đó chúng ta sẽ nói về một số tiền đáng kể hàng trăm triệu euro. Số tiền này có thể được sử dụng để cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine. Kể từ hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7 năm nay, ông Pistorius đã cảnh báo rằng hàng tỷ đô la Mỹ ngân sách trước đây dành cho hỗ trợ quân sự cho Ukraine phần lớn đã được sử dụng hết và công khai kêu gọi tăng ngân sách cho năm nay. Bộ trưởng không muốn nêu chi tiết về việc chính phủ Đức sẽ phân bổ bao nhiêu tiền. Tuy nhiên, theo Spigen, văn phòng của ông đang hy vọng có thêm gần nửa tỷ euro. Điều này ít nhất sẽ giúp cơ quan này có thể đặt mua các gói phụ tùng thay thế rất khẩn cấp. Nếu không có chúng, một số hệ thống vũ khí đã được Đức chuyển giao không thể tiếp tục sử dụng ở mặt trận. Được biết, Đức là nhà tài trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ. Vào năm 2024, ngân sách của Berlin dành cho Kiev được đặt ở mức gần 7,5 tỷ euro, mặc dù Đức dự kiến giảm viện trợ quân sự cho Ukraine, nhưng ngân sách quốc phòng dự kiến cho năm 2025 của Berlin sẽ tăng 1,3 tỷ euro so với năm 2024. Con số này vẫn thấp hơn mức tăng 6 tỷ euro mà bộ trưởng quốc phòng Boris Pistorius đề xuất. Ngoài hàng nghìn quả đạn pháo và xe bọc thép chính phủ Đức còn hỗ trợ đáng kể cho phòng không và các hệ thống khác của quân đội Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius đã thúc đẩy các nước khác làm theo, đặc biệt là về phòng không. Đức từng vấp phải chỉ trích bởi liên tục không đạt được mục tiêu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO là chi 2% GDP cho quốc phòng. Đức đặt mục tiêu thực hiện được yêu cầu của NATO vào năm 2025 cựu sĩ quan tình báo thủy quân lục chiến mỹ scott ritter cho rằng bước ngoặt trong cuộc xung đột ở ukraine xảy ra ngay cả trước khi lực lượng vũ trang ukraine tấn công khu vực kurs chuyên gia scott ritter đánh giá bước ngoặt của cuộc xung đột ở ukraine xảy ra từ rất lâu trước cuộc tấn công của lực lượng vũ trang ukraine vào khu vực kurs đây chỉ là bước đi cuối cùng của kiev là một bước đi tuyệt vọng của họ người ukraine đã thua về mặt chiến lược ông scott ritter nói thêm rằng lực lượng dự bị chiến lược của ukraine hiện đã bị loại bỏ vì các đơn vị còn lại của lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng tấn công lãnh thổ Nga để cố gắng giữ vị thế trên bàn đàm phán trong tương lai. Vào ngày 16 tháng 9, chuyên gia Skoriter nêu quan điểm rằng Ukraine nên bắt đầu đàm phán hòa bình với Nga trước khi bắt đầu mùa đông. Trong khi đó, European Pravda đưa tin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Romania, Ba Lan và Latvia đã viết một bức thư chung gửi tới các đồng minh NATO kêu gọi tăng cường ngay lập tức những biện pháp phòng không ở sườn phía đông liên minh. Ngày 18 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Latvia, Andris Sprut đã kêu gọi các đồng minh tại một cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng Bucharest nay tìm ra các giải pháp tập thể ngay lập tức để tăng cường không phận NATO. Cuộc họp do Latvia khởi xướng đã tập hợp các đại diện từ ba nước để thảo luận về các vụ vi phạm không phận NATO gần đây của UAV Nga cũng như các bước ở cấp nhà nước cũng như liên minh để tăng cường không phận NATO. Nhóm bộ trưởng quốc phòng ba nước đã ký một bức thư chung gửi tới các đồng minh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Romani, Angel Tinva cho biết, các nước Bucharest này rất quan ngại về việc máy bay không người lái, tên lửa của Nga liên tục xâm nhập không phận NATO, đồng thời nói thêm rằng những tình huống như vậy đòi hỏi phải có phản ứng quyết đoán. Trước đó, Điện Kremlin đã phản pháo việc Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg bác bỏ cảnh báo sẽ vượt qua lằn danh đỏ nếu cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công sâu vào nước Nga bất chấp cảnh báo từ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov, động thái của Tổng thư ký NATO hành động thách thức và nguy hiểm. Liên quan xác lệnh tăng quy mô quân số lực lượng vũ trang lên mức 2.389.130 người, bao gồm 1.500.000 binh sĩ. Ngày 19 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, điều này là do nhu cầu bổ sung biên chế cho các đơn vị tại các quân khu mới. Hãng thông tấn TASS dẫn lời nhà lãnh đạo nói rõ, trên cơ sở hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền liên bang và khu vực, cần phải giải quyết nhiệm vụ chính là đảm bảo lực lượng vũ trang được xây dựng từ những người được đào tạo và chuẩn bị. Đặc biệt lưu ý các đơn vị và khu phức hợp sẵn sàng chiến đấu thường trực của các quân khu mới, ông nêu rõ, sắc lệnh mới về việc tăng quân số nhằm mục đích giải quyết chính mục tiêu này. Ngày 19 tháng 9, tờ The Times of Israel đưa tin, Israel cho biết một dân thường do Thái đã bị bắt vào tháng trước với cáo buộc âm mưu ám sát thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu theo lệnh của Iran. Tuyên bố chung của cơ quan an ninh Israel Shin Bet và cảnh sát Israel cho biết, nghi phạm đã vượt biên sang Iran hai lần và nhận tiền để thay Tehran thực hiện âm mưu ám sát. Nghi phạm được xác định là ông Moti Maman, 73 tuổi, đến từ thành phố Ashkelon, miền nam Israel. Nghi phạm đã bị truy tố trong ngày 19 tháng 9. Trước đó, theo tờ Telegraph, các cơ quan an ninh Israel cũng cho biết, đã bắt giữ một nam doanh nhân giấu tên, người từng tới Iran để tham dự hai cuộc họp nhằm thảo luận về các cách sát hại ông Netanyahu. Trong danh sách mục tiêu bị tấn công còn có các nhân vật cấp cao của Israel như Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và ông Ronen Bar, người đứng đầu cơ quan tình báo Shin Được biết, nghi phạm đã bị bắt vào tháng 8. Quân đội Israel IDF cho hay, nam công dân Israel từng nhập cảnh vào Iran, đi qua biên giới bằng cách ẩn náu bên trong cabin xe tải ông ta đã gặp các điệp viên tình báo Iran và được yêu cầu thực hiện những hoạt động thay cho Iran trên lãnh thổ Israel, bao gồm thúc đẩy các cuộc tấn công ám sát. Theo cuộc điều tra, trước khi rời Iran, nam công dân đã được một trong những nhân viên tình báo Iran đưa 5.000 euro cho việc tham gia các cuộc gặp. Theo phía Israel, âm mưu ám sát nhằm vào Thủ tướng Netanyahu và các quan chức cấp cao của Israel càng gắt gao hơn sau vụ thủ lĩnh chính trị của Hamas bị hạ sát ở Tehran hồi cuối tháng 7. Iran cáo buộc Israel đứng sau vụ việc, song Israel đến nay vẫn không phủ nhận hay xác nhận. Quan hệ giữa Israel và Iran căng thẳng sau khi Tel Aviv bị cáo buộc tập kích lãnh sự quán Iran ở Damas, Syria hồi tháng 4 năm nay khiến ba tướng Iran thiệt mạng. Sau vụ việc này, hai bên đã ăn miếng trả miếng bằng các vụ tập kích vào lãnh thổ của nhau. Tuy vậy, cả Israel và Iran đều muốn tránh căng thẳng gia tăng vượt kiểm soát thành một cuộc xung đột lan rộng toàn khu vực. Cục diện đối đầu giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban tiếp tục diễn biến phức tạp và ngày càng đáng lo ngại hơn khi cả hai bên không ngừng gia tăng các cuộc tấn công ác liệt nhằm vào đối phương. Tối 19 tháng 9, lực lượng phòng vệ Israel IDF xác nhận hai binh sĩ thiệt mạng và chín quân nhân khác bị thương trong loạt cuộc tấn công dồn dập bằng tên lửa và máy bay không người lái do Hezbollah tiến hành trong ngày vào hai khu vực Jara và Ramim Ridge phía bắc Israel. Đây được coi là một trong những tổn thất nghiêm trọng nhất của quân đội Israel trong nhiều tuần qua, cũng như kể từ đầu đợt giao tranh xuyên biên giới kéo dài hơn 11 tháng với Hezbollah. Đáng chú ý, tổn thất mới được ghi nhận chỉ một ngày sau khi Hezbollah cáo buộc Israel gây ra loạt vụ nổ máy nhắn tin và máy bộ đàm cầm tay tại Liban trong hai ngày 17 và 18 tháng 9, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và hơn 2.900 người bị thương, chủ yếu là thành viên Hezbollah. Ngoài hai cuộc tấn công gây thương vong kể trên, tối 19 tháng 9, Hezbollah cũng phóng nhiều quả tên lửa tập kích một cơ sở quân sự ở khu vực Metula, phía bắc Israel. Quân đội Israel đã đáp trả các cuộc tấn công của Hezbollah bằng nhiều đợt không kích ác liệt vào các mục tiêu của nhóm vũ trang đối địch ở phía nam Liban. Theo đó, chỉ trong tối qua, máy bay chiến đấu Israel đã tấn công phủ đầu và phá hủy 30 bệ phóng tên lửa cùng các kho chứa vũ khí và cấu trúc quân sự của Hezbollah ở nhiều khu vực khác nhau đợt không kích mới nhất đánh phá khoảng 50 trận địa và cứ điểm của Hezbollah tại khu vực Mamudie. Trước đó, sáng sớm ngày 19 tháng 9, không quân Israel cũng oanh tạc nhiều tòa nhà và kho chứa vũ khí của Hezbollah ở các khu vực Chihine, Tebe, Blida, Mais Anjaban, Aitarun, Kafkila và Khiam. IDF khẳng định lực lượng này đang nỗ lực hủy diệt năng lực quân sự của Hezbollah nhằm đảm bảo an ninh khu vực biên giới phía Bắc cho phép hàng chục nghìn dân cư sớm được trở về nhà. Về phần mình, trong một phát biểu trên truyền hình tối qua, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah thề sẽ ngăn cản Israel hiện thực hóa mục tiêu đưa dân cư trở lại khu vực phía Bắc, nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công của nhóm này vào miền Bắc Israel sẽ chỉ dừng lại sau khi cuộc chiến tại giải Gaza kết thúc. Tổng thư ký Hezbollah đồng thời cáo buộc Israel đã gây ra loạt vụ nổ thiết bị liên lạc vô tuyến tại Liban trong hai ngày 17-18 tháng 9 coi đó là hành động vượt làn danh đỏ nguy hiểm và phải bị trừng phạt thích đáng. Lo ngại trước nguy cơ leo thang căng thẳng tại khu vực, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã quyết định hoãn lại chuyến thăm dự kiến đến Israel vào tuần tới. Cùng ngày, nhiều hãng hàng không quốc tế quyết định kéo dài thêm lệnh cấm bay đến khu vực. Trong đó, tập đoàn Lufthansa của Đức thông báo dừng bay đến cả Tel Aviv, Israel và Tehran, Iran cho tới ngày 24 tháng 9. Đặc biệt, hoạt động bay đến thủ đô Beirut của Liban bị đình chỉ tới ngày 26 tháng 10, tức hơn một tháng nữa. Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc mới đây, phóng viên hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu phía Trung Quốc đưa ra bình luận về vụ các thiết bị liên lạc phát nổ ở Liban, mà theo phóng viên này đã khiến hơn 30 người thiệt mạng và trên 3.000 người bị thương. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Lâm Kiếm cho biết, Trung Quốc hết sức chú ý đến các sự việc liên quan, phản đối mọi hành vi xâm phạm chủ quyền và an ninh của Liên bang. Ông Lâm Kiếm bày tỏ lo ngại rằng vụ việc có thể khiến căng thẳng khu vực gia tăng, đồng thời kêu gọi tất cả các bên liên quan nghiêm túc bảo vệ hòa bình và ổn định ở Trung Đông. Liên tiếp trong hai ngày, ở Liên bang đã xảy ra làn sóng nổ máy nhắn tin và bộ đàm. Hai loại phương tiện liên lạc bị nổ này được phong trào Hezbollah mua từ nước ngoài cách đây khoảng 5 tháng thông tin ban đầu cho thấy một lượng nhỏ chất nổ đã được giấu trong các thiết bị và được kích nổ bởi một tin nhắn giả dạng thông điệp từ ban lãnh đạo hezbollah tới các thành viên sau các vụ nổ gây ra bầu không khí hoảng loạn ở liban nhất là tại các bệnh viện hezbollah tuyên bố israel phải chịu hoàn toàn trách nhiệm hezbollah cam kết sẽ trả thù đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục cuộc xung đột chống israel để ủng hộ hamas trong cuộc xung đột tại giải gaza về phần mình, thủ tướng Liban Najib Mikati cũng cáo buộc Israel đứng sau các vụ nổ thiết bị điện tử và tuyên bố Liban đang trong trạng thái xung đột với Israel. trong khi đó, Israel tới nay vẫn chưa đưa ra bình luận công khai liên quan tới vụ việc. các vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm ở Liban một mặt cho thấy những yếu kém của Hezbollah khi mạng lưới liên lạc của nhóm này bị xâm phạm đến mức bị điều khiển và gây thương vong. mặt khác nó cũng khiến hy vọng đã được thỏa thuận ngừng bắn, trao đổi con tin giữa Israel và Hamas càng trở nên xa vời. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng đã cảnh báo rằng vụ nổ thiết bị liên lạc nhằm vào lực lượng Hezbollah cho thấy nguy cơ lớn về một sự gia tăng nghiêm trọng xung đột tại Liban. Người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất thế giới kêu gọi các bên kiềm chế tối đa nhằm tránh gia tăng căng thẳng. Nhiều nước cũng đã lên tiếng, trong khi nga yêu cầu phải điều tra rõ vụ việc thì Mỹ tuyên bố tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ giải pháp ngoại giao cho những căng thẳng dọc biên giới Israel-Liban.